Hôm nay bông nhiêu tuổi rồi? Gắn không biết nhiêu tuổi rồi. Gắn là tuổi gì? Gắn nước thì... bằng cỡ chị tuổi chị bên đó đó. Gắn nước nữa hả? Ủa? Này hơi là lạ nha. Gắn mà có gắn nước, gắn ngũ hành nữa hả? Nói đi. Lỡ có bầu về ở lại với mẹ. Mẹ trông về. Tức là nhắn gửi với con gái, gái tên gì nãy tên gì? Tên Thảo. Thảo nha. Cho em mong để có tiền để ăn Tết nha. Dạ. Tấm lòng của chị Dung My gửi cho em Bông 200.000. Dạ, em xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến một cái hoàn cảnh của cô gái này. Thì nghe bà con chia sẻ thì cô gái này khờ đó khán giả. Thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì câu chuyện như thế nào thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh sẽ tìm hiểu cũng như đến thăm cô gái này tên Bông nha khán giả. Chị Bông ơi, có nhà không? Làm gì vậy? Dạ, chăm trà. Có ai chống không? Dạ, không. Có mình hả? Coi coi. Đó, ở đó, đó. Ai vậy? Không, chị Bông có mình thì khán giả ơi. Làm gì hả? Nấu nước trà lần nữa. Trời ơi, nấu trà để khách hả? Dạ. Ừ. Mình là tới nấu trà. Nhà này, nhà này từ thiện cắt cho đây hả? Dạ. Một chút xíu gì đây hả? Ừ. Rồi, hiểu quá ha. Cái này giống cái gì? Cái nén của ai đó. À, tức là cái máy nhà, nhà đưa ra ha. Chăm trà hả? Ủa sao nữ lại uống trà? Dạ, quen. Trà đường hả? Dạ. À. Ok. Ngồi à. Dạ, đằng trước trò chuyện đi à. Đằng trước trò chuyện đi. Trời ơi, ai mới cho gạo nữa nè. Đây. Đây hỏi thăm sức khỏe chút xíu coi. Tết đến nè. Trời ơi, ông cười tới. Đó thì chúng ta cùng gặp gỡ em Bông nha. Hôm nay Bông nhiêu tuổi rồi? Gắn không biết nhiêu tuổi rồi. Gắn là tuổi gì? Gắn nước thì... bằng cỡ tuổi chị bên đó đó. Gắn nước nữa hả? Ủa? Ủa? Này hơi là lạ nha. Gắn mà có gắn nước, gắn ngũ hành nữa hả? Thì là gắn nước nhỏ. Dạ. Vậy là con gắn ngũ hành bự hơn phải không? Dạ. Tuổi gắn nước. Tuổi gắn nước hả? Được được nha. Tụi gắn nước hay gắn hộ hành? Gắn nước. Gắn nước hả? Tụi gắn nước. Ý là chỉ nói là con gắn nhỏ là gắn nước, còn cái hộ hành nó bự hơn. Chỉ tên Bông là mới gắn Bông hả? Hỏi chị, nói nghe nè, chị người Kinh hay người Khmer vậy? Dạ, ba người Miên. Người Khmer á, cha người Khmer, mẹ người Kinh hả? Dạ, mẹ người Việt. Ở quê ở đâu lận? Quê trong Ba Thê nước Sập á. Ồ, quê Ba Thê nước Sập hả? Rồi cậu lớp giờ về mẹ đưa về dưới ở. Rồi có chồng có con gì không? Có chồng trước rồi dắt lên đây rồi bỏ đi về chú rồi. Chồng nó bỏ ha, mình bỏ nó? Không, con mình bỏ mình đi, nó mình kêu nó ở đây với mình vậy đó, có hai mẹ con hữu hỷ, ai muốn gì mặn nấy mà nó không chịu. Ủa, nói khoan, khoan, từ từ. Khoan, nghe nó chắc nói lộn vậy. Dắt thằng chồng lên đây mà sao con nó bỏ? Không, em dắt con em lên đây theo. Dắt con theo đó. Dắt con đây rồi chồng đâu? Nó có vợ khác ở dưới chú. Rồi dắt con lên đây ở. Dạ. Gái ăn trai? Gái. Như tuổi rồi? Không biết luôn á. Mà biết tuổi con gì nữa không? Không, hồi đó lúc còn nhỏ nó, mình dắt đi rồi ba bắt lại nuôi á. Nhưng mà mình sanh năm nào mình cũng không biết luôn. Không nhớ, sanh 12 giờ phía, mình sanh 2 giờ phía. Mà nhớ 12 giờ phía chứ không biết. Mà cái thời điểm gần đây là hai mẹ con lên đây ở. Dạ. Bây giờ con bỏ đi hả? Dạ. Mà nó lớn chưa? Dạ lớn rồi. À, khoảng 15, 16 hả? 15 tuổi hả? 15 tuổi rồi mà không biết tuổi con nó luôn rồi. Hay rồi. Tức là khi mà chỉ là đây là chỉ như vậy hả? Hai chú? Lúc mà chị này lại đây là tinh thần chỉ như giống gì luôn hả? Từ đó giờ luôn hả? Dạ, Lê Thanh hỏi chuyện khác. Tức là cái tinh thần của chị á, tức là không biết gì á. Là lúc lại đây là như vậy rồi hả? À, nó nghe cũng có chồng, có chú bên này. Giờ chia vẻ rồi. Ông hỏi ai mình hỏi cái này mà chú này trả lời cái câu kia. À, được rồi. Tức là cái sự mà chị không biết tuổi này kia là lúc hồi nhỏ tới lớn luôn hả gì? Hồi em mới đây à?
ba hồi ba còn sống dắt đi rồi chết rồi ổng làm cái giấy gì đó tính làm giấy mình bị của chồng trước á, nó xé nó bỏ á. Cái này là không biết từ đó tới giờ rồi đó. Ừ, vậy là từ đó tới lắm rồi. Rồi lúc thôi chồng đó giờ có chồng nữa chưa? Dạ không. Không hả? Dạ gặp y cái y mà nhậu á rồi mẹ y bắt về đẳng tới giờ đó là ở vậy á. Là y đó làm sao đâu kể sao bắt về ổn vậy? Nhậu. Nhậu hả? Dạ. Câu chuyện sao đâu kể nghe coi. Nói bắt về không cho ở nữa, nói là sáng chai rượu chiều chai vậy đó. À. Dạ. Rồi. Không cho ở chung với mình nữa phải không? Dạ không. Ừ. Giờ ở mình hả? Dạ. Rồi làm nghề gì? Nhà ai muốn về kia đi bằng cỏ đi mặn nấy. Nghề được nhiêu tiền chị? Chỉ trả mấy trăm ngàn đó đặng có mình mua cá mắm với bơm gan. Ngày mấy trăm ngàn hay nhiều ngày? Như nhiều ngày mình mặn dồn lại á. À. Cũng ai mướn gì làm đấy ha. Dạ. Người ta trả nhiều lấy nhiều hả? Dạ. Không biết luôn. Sao mà không bán cái thiết đi? Dạ không có vốn đâu bán chú ơi. Không có vốn hả? Dạ. Không tiền mua. Có vốn bán được không? Dạ có vốn bán được. Bán cỡ nhiêu tờ? Dạ 50 vé không được rồi chú ơi. 50 chế hả? Dạ. Giờ dự định làm không? Làm thì đây ta giúp cho. Dạ, bán mà không có xe đạp. Có xe đạp em chạy cái dầu cho em mấy người uống cà phê em mời được. Đây chạy cái dầu xa lắm, nó mấy chục tờ bán gần đây thôi chứ. Ông đây bán nhiều người bán lắm chú ơi. Cần một chiếc xe đạp với vốn phải không? Dạ. Biết chạy xe đạp phải không? Dạ biết chú. Biết chạy tay ga không? Dạ không, xe đạp biết hả. Biết tiền không? Dạ biết tiền. Tức là tiền nhỏ tiền lớn gì cũng biết phải không? Dạ. Giấy 10.000 biết không? Dạ biết. Giấy 20 biết không? Biết. Giấy 30 biết không? Biết. Giấy 40 biết không? Biết. Giấy 50? Biết. Giấy nào cũng biết chứ anh trời. Giấy nào cũng biết hết là được rồi. Dạ. Đâu là lấy tiền giấy 40 hỏi thử coi biết không? Mày thử tấm tiền. Tiền 40 coi biết không? Nếu mà phải biết gành tiền mình mới đi bán được. Dạ, chú kia chú nói. Hồi lộn người ta đó. Dạ. Bởi chú phải giàu á, chú nói nếu anh ta kêu dạy đi rồi chú cho vốn đi bán. Tấm tiền này mấy chục? Tiền đó, tiền ôm phủ. Vậy hả? Dạ. Ôi, hiểu biết đâu ơi. Tấm tiền ở đâu? Chú nhớ cho là tấm tiền ở đâu? Thôi vậy. Vậy là biết không? Vậy là biết. Dạ. Tôi xài tiền này không á. Để trong gặp tôi toàn là tiền này không á, chịu xài không? Dạ không, chú xài đi. Vậy là biết nhận mặt với tấm tiền ha. À, biết tiền. Vậy là biết chữ luôn hả? Dạ em có học rồi, cái học rồi không học nữa. Học lớp mấy? Học lớp hồi làm đi trẻ mồ côi như đưa ông có ba mẹ đó. Đi vô trong học rồi thấy ba mình đi cắt lúa, bỏ học rồi đi theo cắt. Rồi đó học cái lớp mấy biết không? Lớp 5 á, em nghĩ. Lớp 5 cũng biết chữ gành rồi. Đọc chữ rồi. Vậy tính ra cộng trừ nhân chia rồi biết hết rồi. Bây giờ hiện giờ ở một mình hả? Dạ, ở mình chú. Giờ muốn lấy chồng nữa không? Dạ không, ai ở gì ai kêu gì mặn nấy chú ơi. Dòng nữa đăng lên có ai tiễn thì bây giờ mình thích người đàn ông như thế nào đó, không nhậu gì đó. Dạ không, ở vậy mình đi ở vậy đó, đó. Ở vậy ai mướn gì mặn nấy rồi cái mình có tiền mua gạo hết, tiền mua gạo cái gầm ta cho mình ăn nữa rồi tiền để mua cá nhín nhín mình ăn rồi bơm ga là mình nấu chú ơi. Ủa mình có chồng ta mướn mình vẫn mặn được mà. Dạ không có nữa. Sợ à. Lý do sao sợ? Nhậu rồi nó không mặn đưa tiền mình mắc kiếm gạo nuôi nó. Rồi nghe kể cái câu chuyện mà cái anh chồng đó làm sao đi lỡ lấy hai bao gạo về bán cho anh ta là sao? Lúc đó ngủ hôm nay nè, ảnh lại chứ anh kêu mở cửa anh vô đây rồi em nói thôi đi về đi mẹ anh nói không cho ở nữa đi lại đây hoài người ta đuổi không cho chỗ ở nữa ha. Rồi cái ông kêu cho hai xin giùm hai bao gạo ông lấy về rồi ông bán 200 ngàn. Ừ. Tức là ông đòi vô ngủ rồi không cho, không lấy gạo về. Dạ. Tức là hôm nay ông cho hai gạo xong. Dạ. Tối ông lại ông độ hủy không cho cái ông em đuổi về rồi ông lấy gạo về ông bán. Ủa ngồi. Mà có đòi hủy
À, ông đòi kêu vô mở cửa vô đó rồi. Ban đêm rồi, hả? Ban đêm cái gì? Dạ ban đêm. Rồi vô ngủ chung mà không cho ngủ, lấy gạo dạ. Về. Dạ. Chuyện này cũng hơi là lạ nha. Rồi cái ông sao ông cho 2 khúc gạo rồi có gì không? Hôm qua đó. Dạ, em chúc ông ăn Tết vui vẻ. Ờ, chúc ông ăn Tết vui vẻ. Dạ. Có khi nào ông đó để ý không nha? Hả? Dạ, vợ con bự cho phá hết rồi, chú ơi. Dạ. Ờ, ông đó có vợ hả? Hôm qua dạ. Có vợ hả? Dạ, thấy không? Thiệt thấy. Dạ, con bự cho bá luôn hả? Dạ, rồi. Dạ. Rồi chúc chị ăn Tết vui vẻ cho nó, cảm ơn nha. Em nói có gì đâu. Không nhận cái anh qua anh phái vợ ú không trời. Anh qua ốm cao phải không? Cái người cho gạo á. Dạ, xe tải lên tiếp như nói cởi 2 bao gạo mà xin giùm lấy lại bán ha. Ừ. Tức là cởi ông chồng trước cái ông lấy gạo là thấy tu nghiệp bên ta mới cho à. Cho dạ. Là 2 bao. Dạ. Cho đi ra ông trước luôn trời. Rồi ông dạ cái ông đó có lại kêu cửa nữa không? Cái ông cho sao này nè. Hả? Dạ, không biết. Không biết đâu hả? Dạ. Ông cho sao hả? Ông cho sao là ông qua đó. Trần mai mốt đây ổng lợi ổng đòi gạo lại bây giờ đó. Chừng nào ổng lợi đòi gạo thì nhớ nhắn anh em YouTube vô quay nha. Nói thì nó vui nha mọi người, ngày hôm qua thì cũng có người tốt cho chị ấy được 2 khúc gạo là 20kg hả chị? Dạ. Dạ chứ không biết là được nhiêu. Giờ bán số là phải đi ra tới cái dầu bán mới được hả? Dạ, tại người ta uống cà phê đông người á, mình người tâm hả? Dạ. 50 tờ thì bán vòng vòng đây cũng được rồi đây. Ta ở ngoài nhiều người ta mời nó hết mà không sợ như bán á, nó ế rồi cái không có tiền á, mình lấy lại nữa mình bán á, mình sợ vậy thôi chú. Anh Nguyễn có xe đạp không? Xe đạp hả? Ừ. Xe đạp không dám hứa. Biết chạy không mà hứa. Biết chạy không? Dạ em biết chạy. Này hồi ra lấy chiếc xe đạp đỏ ra chạy thử coi. Đó xe đạp đỏ đậu ở đó kìa. Được không? Dạ được, chạp được mà. Nhìn ngoài có thấy chiếc xe đạp đỏ rồi đó. Chiếc xe ổng cho anh chạy màu đỏ đó. Biết chạy xe mà chỉ lấy ra tới cái dầu mới bán được sao ấy. Không có tại nói gì thôi chứ bán đâu tới cái dầu. Đây, ở đây cái dầu bán vòng đây được nè, chứ đây xuống cái dầu xa lắm. Ở đây lên chợ. Nhiều người bán lắm trên đó, nhiều người bán. Nhiều quanh chẳng là anh đưa mình đó. Yeah. Mời á. Ông cái dầu mất sáng đi chiều về hả? Dạ. Trời xa dữ lắm đó. Mười mấy 20 cây đó. Em chạy em chơi hoài à. Chạy hoài hả? Dạ. Đi đường toán á, anh đi chạy ra xe đạp đi đường toán nhà em của em hay cái dầu á, anh đi hoài à. Đó thì Bông đang sống một mình thì nghe nó có một đứa con gái cũng còn nhỏ mà đi xa, giờ cũng không biết ở đâu. Thì cái câu chuyện gái của em Bông đó là nghe nói là có bầu mấy tháng mà phải không? Dạ. Bỏ đi không biết rồi. Tức là có bầu đây hay là đi rồi mới có bầu? Dạ đi về với ba nó mới có bầu rồi, mới đi lên là chỗ cái ghe Bến Tre đó đó ở. Rồi bây giờ là con gái của Bông là ở một mình ở đâu biết chỗ không? Với ghe bà đó, đó bà đuổi rồi nó tự đi mướn chợ ở đâu nghe bà đó mới biết. Bà nói là có bầu rồi hả? Dạ. Tức nghe nói lại thôi hay là dạ. Có gặp rồi lần có, nào chưa? Bà chính thấy bà gặp. À, bà đó bà gặp chứ không phải là Bông gặp hả? Dạ. Người có nhớ con không? Có nhớ. Nhớ con hả? Dạ. Có mong muốn nó trở về ở chung với mình không? Dạ mong muốn về ở chung với em. Ừ. Rồi có nhắn gửi gì trên YouTube này không? Lỡ con gái của em Bông nghe được đoạn clip này đó về ở với mẹ hay sao? Không dạ. Có gì nói đi. Lỡ có bầu về ở lại với mẹ. Mẹ trông về. Tức là nhắn gửi với con gái. Con gái tên gì nãy tên gì? Tên Thảo. Thảo nha. Dạ. Giờ nói là Thảo ơi, về đây ở với mẹ đi, để ở một mình đó. Về đây có gì mẹ con mình chăm sóc lẫn nhau. Dạ. Chăm sóc lẫn nhau. Mà nghe nó có 14, 15 tuổi, 16 tuổi gì phải không? Dạ. Khoảng đoạn đó không? Dạ, nghe nói, nghe người ta nói. Người ta nói cỡ tuổi đó chứ mình không biết nhiêu tuổi luôn. Dạ. Cũng khổ à. Cũng nghe chia sẻ là con gái của Bông này cũng khờ khờ gì đó khán giả.
cho nên thì đi gì nó cũng có bầu rồi không dám về. Có lẽ nhiều khi chắc có bầu không dám về sao ta, sợ vậy? Dạ không, hồi lần lúc nó còn gái em dắt về nó ham có số vốn lận tự lãnh thì số đi bán mà nó nói không có tiền rồi cái lúc đó là bỏ đi luôn tới giờ luôn. Ừ, nó không có tiền cái bỏ đi. Dạ. Bỏ đi xong rồi nó mới mang bầu ở đâu ha? Người ta đưa nó về với ba, rồi nó rồi quay lên, rồi người ta nói nó có bầu rồi. Nghe chú già đi bán số chú biết. Khổ ở một mình nè. À, cũng nghe người ta nói thôi chứ chưa có thấy con mình ra làm sao luôn ha. Nghe chú đó gặp, chú già đi bán số mà. Mình tới đâu tỉnh nào dưới lần hả? Dạ. Biết con gái hiện giờ đang ở tỉnh nào không? Ở Bến Tre, chỗ cái ghe của ông đó đậu á. Bến Tre chứ hả? Dạ. Thì sao quá trời luôn. Giờ muốn gặp con cũng không biết đường đâu mà kiếm luôn á. Dạ, chú đó nói là tiền xe đi rồi tỷ bắt về là nhiều tiền xe ôm á, rồi quận về quận đi á. Mình muốn dự định đi tìm không? Dạ em muốn đi tìm nhưng mà không nghe nói thì ông đó ông chỉ mà tiền đi quận đi về mắc lá qua đây. Có 100 ngàn không? Dạ. Nó chơi bánh xe 100 ngàn sao đủ. Dạ. Vậy là cũng rất là muốn đi kiếm con nhưng mà không có tiền đúng không? Dạ. Có tiền cũng phải biết đường đâu tiền. Chú đó không, chú đó chú biết. Chú có biết ở gần đây không? Chú bán với số trên chợ gặp hoài à. Ông ở trên chợ này sao gặp ở dưới kia được? Không, Tre như mà. Không, ở dưới ghe với sao ông á chú đậu với bến Tre với sao mà chú đi bán với số ở trên đây nè, xem đa. Chú bán rồi chú về. Cũng khó hiểu đâu đây về tới Bến Tre vậy? Ghe ông đậu với sao á nghe ông nói vậy. Cũng khó hiểu. Cái này là mình phải, nếu như mà có cơ hội mình thấy cái chú đó đó, mình hỏi mới biết được. Chứ như chị thì chị không có gành. Hỏi người ta nói sao thì nghe vậy thôi à. Cũng không biết con mình ở đâu ra làm sao luôn, ai nói sao thì nghe vậy. Muốn đi kiếm cũng không biết đường mà kiếm. Hiện giờ Bông nhớ con nhiều không? Dạ nhớ nhiều. Nhớ nhiều mà không biết đường đi tìm không? Dạ. Không, chú đó cũng có phiền với vợ chú đó nói thôi về đi chở về với mẹ mày nè mà nó không có chịu về. Mà chú nói lúc đó có đang có bầu bụng bự hay gì? Dạ. Mà có thấy con gái ở với ai không? Không, chú ở dưới sàn nè, cho bả cho cái mền ngủ trên cái võng á đắp chứ không có văn mùng. Vậy đó mà không chịu về chắc có bầu rồi sợ mẹ rồi. Chắc là ngại sợ không dám về á. Với lại còn nhỏ nữa kìa. Giờ khi mình gặp con mình có la ra nó không? Dạ không. Lỡ rồi phải không? Dạ lỡ rồi mình gắng mình như mình mặn đó, có ai cho tiền đó mình hùng lại rồi cho nó đẻ mình nuôi. Làm mẹ em đẻ ra rồi giờ bỏ ra được. Rồi là lên chức bà ngoại luôn đó ha. Lúc đó có phiền nói ở đây đi có dạng nấy đặng đi mặn em muốn gì mặn kiếm tiền á mà không có chịu bỏ đi. Cũng khổ ha, tại vì còn nhỏ cho nên là cũng nhiều khi cũng không có nghĩ thông suốt á. Cũng mong là con của chị Bông sẽ thấy được cái video này. Nếu như mà có cơ hội gặp cái chú kia thì nếu mà có thể á thì sẽ dẫn chị đi kiếm con cũng có thể được. Chứ bây giờ cũng nói vậy thì cũng không biết ở đâu, cũng không biết tìm như thế nào luôn. Không, ngay chỗ chú đó biết nhưng mà em không biết thôi. Đâu có số điện gì của con chị hả? Dạ không. Không có luôn. Chú đó cũng không có mà chú đó biết nó. À, hôm nay cũng đến ghé thăm em Bông, cũng thấy hoàn cảnh cũng khó khăn. Thì được biết là hiện bây giờ với số là ngưng giao rồi trong cái dịp Tết này rồi. Thì gửi chúc ít cho em Bông để có tiền để ăn Tết nha. Cái tấm lòng của chị Dung My gửi cho em Bông 200 ngàn. Bông có lời nào nói với chúc chị ăn Tết vui vẻ. Chúc chị đang ăn Tết vui vẻ ha. Thôi cố gắng lên nha. Hy vọng clip này con của em Bông mà thấy thì về trở về hai mẹ con sống đùm bọc với nhau. Thì em Bông cũng có chia sẻ về đi có gì mẹ tha thứ cho chứ không có la rầy ha. Nói chung còn nhỏ thì lỡ dại rồi chứ biết làm sao giờ.
Rồi Lê Thanh chào em Bông nha. Dạ. Rồi rồi chúc em Bông nhiều sức khỏe nha. À, Lê Thanh cũng chúc cho khán giả năm mới nhiều sức khỏe, bình an, may mắn. À, cảm ơn tấm lòng của chị Dung My. Rồi chào em Bông nha.